Ông chủ thương yêu nhân viên. Sản lượng xe hơi của công ty Ford tăng lên liên tiếp khiến cho nhà máy hiện tại của công ty không đủ sức sản xuất nhiều thêm, Henry Ford mua 276 mẫu đất ở ngoại ô thành phố Detroit để xây dựng một nhà máy lớn. Ông vẫn giữ cung cách nhà máy ngăn nắp sạch sẽ là hàng đầu, như thời ông còn là công nhân trẻ, ông thừa hưởng tính cách yêu chuộng sạch sẽ của mẹ. Henry Ford cho rằng nhà máy dơ bẩn làm cho công nhân quen tính không sạch sẽ. Công nhân không sạch sẽ sẽ làm ra những chiếc xe hơi dơ bẩn. Nhà máy lắp toàn bằng kính, bên trong nhà máy chỗ nào cũng sáng sủa, đứng bên ngoài nhìn thấy hết bên trong nhà máy. Phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc nhà máy cũng lắp toàn kính. Họ ngồi làm việc trong phòng mà quan sát được cả nhà máy. Tất nhiên công nhân phải làm việc tích cực khẩn trương hơn, nhưng chủ tịch và giám đốc cũng không thể lười biếng được. Vì hàng ngàn cặp mắt của công nhân nhìn vào họ, hàng ngày có khoảng 500 công nhân vệ sinh lau rửa sàn nhà, cửa sổ và các phòng vệ sinh của nhà máy. Nhờ vậy mà nhà máy của pho luôn sạch sẽ, bóng loáng, sáng sủa, không một hạt bụi. Công nhân không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cũng không được. Clara, lần này anh thấy một chuyện hay Phò nói với vẻ thích thú sau chuyến du lịch ở miền Tây về Ô, anh thấy chuyện gì? Nhà máy đóng hộp thực phẩm ở Chicago Những gì anh muốn làm, ở đó người ta đã làm rồi Làm cái gì? Ví dụ thịt bò, khi họ chở bò đến nhà máy Trước hết họ buộc chân bò lại Sau đó treo ngược nó lên Sau đó nghe âm một cái Dây chuyền tự động đưa bò đi Trên đường chuyển bò đi Họ sẽ dùng búa điện đập vào đầu bò Bò chết và đưa đến phòng khử trùng. Qua khâu khử trùng, lột da và rửa sạch bằng nước nóng thì xả ra thành từng miếng thịt. Ô, oh, một đàn bò sống qua vài lần chuyển bằng dây chuyền tự động đã biến thành những miếng thịt. Sau cùng thịt được ướp và nấu chín, nêm gia vị, dây chuyền tự động đưa đến các lon hộp. Ô, oh, thịt cho vào hộp rồi chuyển đi bằng dây chuyền tự động. Qua cân đông, hâm nóng, hàng kính, dán nhãn, hộp thịt bò coi như đã xong và đưa đi bán. Hay thật! Xe hơi của anh sẽ làm theo cách như vậy. Đương nhiên, xe hơi là ngành công nghiệp phức tạp hơn nhiều so với chế biến đồ hộp. Chỉ riêng hệ thống dây chuyền tự động cũng phải chia ra nhiều nhánh giống như con sông Mississippi các khâu chế tạo đinh ốc đai ốc của nhà máy xe hơi giống như đoạn cuối của dòng suối giữa thung lũng núi chúng họp nhau lại ráp nên máy động cơ bánh xe thành các nhánh dòng suối cuối cùng tạo thành chiếc xe hơi hoàn chỉnh quy trình này như một dòng sông chính chia ra nhiều nhánh bước này nối tiếp bước kia thật chặt chẽ khi dây chuyền tự động chuyển đến một khung xe đã lắp ráp xong tại cửa khẩu đầu tiên lắp máy động cơ kế đến là cửa chiếc xe hoàn chỉnh và lái chạy được những người thợ của công ty ford chỉ đứng ở vị trí chuyên trách của mình và làm phần việc của mình không cần bước đi cũng không cần xoay trở gò lưng co duỗi không phải con người tìm việc mà việc làm tự tìm đến trước mặt con người đó là triết lý của henry ford Công nhân của hãng Ford không một giây lơ là chuyển mãn. Ông đã tính toán chính xác theo phương pháp khoa học, xem một giây họ làm ra bao nhiêu. Công việc cứ liên tiếp không ngừng, nếu lơ là hoặc chậm một chút sẽ ảnh hưởng đến cả quy trình sản xuất, không thể sơ xuất được. Từ khi hãng Ford sử dụng dây chuyền tự động, hiệu suất lao động tăng cao rõ rệt. Ban đầu, công việc lắp ráp chỉ cần 20 phút. Sau đó chỉ cần 13 phút 10 giây. Nghiên cứu cải tiến giảm chỉ còn 8 phút, cuối cùng chỉ còn 5 phút, nghĩa là công việc của 4 người làm giờ chỉ cần 1 người làm. Nhà máy của chúng tôi cố gắng tối đa lao động bằng máy móc, nâng cao năng suất làm việc, tăng tiền lương cho công nhân để mọi người đều có thể mua được xe hơi giá rẻ, đó là bí quyết thành công của tôi, Henry Ford nói nói tóm gọn một câu lòng tin của ford là sự nghiệp kinh doanh phải dựa vào những người công nhân làm ra hàng hóa vật phẩm cộng với nhà tư bản bỏ tiền đầu tư mua thiết bị máy móc và những người tiêu dùng bỏ tiền mua hàng hóa ba ngôi trong một thể không thể thiếu vế nào lấy ba vế đó làm trung tâm kết lại thành một mối là dựa vào nhà doanh nghiệp vì vậy trách nhiệm của nhà doanh nghiệp rất nặng nề một mặt phải sản xuất ra sản phẩm tốt mà giá rẻ cung cấp cho xã hội mặt khác phải tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người lao động bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình họ một buổi sáng sớm trời mưa giá rét phò dẫn trưởng phòng quảng cáo và con trai đi kiểm tra xem xét nhà máy một công nhân trẻ người italia nhìn thấy cậu chủ mặc bộ đồ rất sang trọng cười mỉm <cười> thật chướng mắt anh kéo mạnh cần máy excel đi qua không hay biết gì nhưng ford đã nhìn thấy việc ấy khi họ đi hết một dãy máy móc sắp vòng lại bỗng ford gọi anh trưởng phòng anh có thấy gì không nhìn thấy gì ạ à? anh chàng công nhân lúc nãy hình như không được vui cũng khó trách nếu tôi là anh ta có lẽ cũng có thái độ như thế cần phải để ý đúng vậy làm thế nào để công nhân không có biểu hiện như vậy nữa khi gặp chúng ta họ tươi cười đón tiếp khi trưởng phòng quảng cáo không trả lời, Henry Ford nhớ mãi chuyện này. Sau đó không lâu, Ford đưa ra một sắc lệnh, kiểm tra kỹ hoàn cảnh cuộc sống của công nhân. Đây là một chuyện lớn, Ford cử 200 nhân viên kiểm tra môi trường sống của 15.000 công nhân kéo dài suốt một năm. Khi Henry Ford xem báo cáo thì rất ngạc nhiên, một phần tư gia đình công nhân sống đói kém, chỉ có một phần tư gia đình công nhân sống tạm đủ, 364 công nhân có nhà riêng như thế làm sao được mình phải cố làm tròn trách nhiệm của một nhà doanh nghiệp đối với công nhân phò đọc báo cáo và nói được mình sẽ ký duyệt tăng lương định mà không làm cũng như không phò triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng sớm hôm sau hôm ấy nhằm ngày đầu năm mới vì có việc phải làm gấp nên ông không nghĩ mùng một tết mà ông chủ tịch hội đồng quản trị muốn làm gì đây Sáng sớm mùng 1 Tết, các ủy viên hội đồng quản trị có mặt tại phòng họp sầm xì với nhau. Henry Ford đứng lên, đi hết dãy phòng. Từ cửa sổ của phòng làm việc ở lầu 1 nhìn qua cửa phòng nhân sự, rất nhiều người xếp hàng ở đó, họ chịu đựng giá rét đến xin việc. Không có vẻ gì Tết nhất cả. Hôm nay tôi mời các vị đến để bàn nên nâng cao đời sống công nhân như thế nào ford nói rất rõ lý do cuộc họp các ủy viên hội đồng quản trị nghĩ là mình nghe nhầm vì tiền lương trung bình của hãng ford đã cao gấp 2 ba lần các công ty khác chúng ta không thể nói trả lương cao hơn các công ty khác là đủ phải đảm bảo cuộc sống của công nhân và gia đình họ là trách nhiệm của công ty chúng ta cho rằng lương thấp làm ra sản phẩm giá rẻ là cách nghĩ cũ xưa của các nhà doanh nghiệp trước kia chỉ có công nhân giỏi mới làm ra xe hơi chất lượng cao, có trả lương cao mới có công nhân giỏi cho nên... Phò thở một hơi dài rồi nói tiếp. Trước tiên là thời gian lao động, hiện giờ là làm việc 9 tiếng đồng hồ một ngày, xem có thể thay bằng làm 8 tiếng một ngày, nếu được như vậy thì là một ngày 3 ca, ít nhất có thể nuôi sống thêm 4.000 công nhân. Các ủy viên hội đồng quản trị đều đồng ý việc làm này rõ ràng là một cuộc cải cách, Thực hiện chế độ ngày làm việc 3K sẽ giải quyết được một số vấn đề. Dự án nâng cao đời sống công nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị rất hợp lý. Các ủy viên rất yên tâm, nhưng dự án cải cách của Ford không dừng lại ở đó. Được rồi, thời gian làm việc định làm 8 tiếng mỗi ngày. Tiếp theo là tiền lương, một ngày nên trả bao nhiêu tiền lương? Tôi cho rằng mỗi ngày tăng hai cắt ba xu là đủ rồi. Henry Ford cầm phấn ghi lại con số đó lên bảng. Còn có ai có ý kiến khác? Tôi đề nghị tăng lương mỗi ngày lên 5 cắt, như vậy mỗi ngày công ty phải chi trả 7.500 đô, mỗi năm chi 2 triệu đô. Một ủy viên dè dặt nói, vò lại ghi lên bảng hai chữ 5 cắt. Tăng 5 cắt cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất nên tăng 1 đô. Sunamin, anh tính thử xem có ảnh hưởng đến tài chính không? Vò bảo người thư ký. Sau một hồi tính toán khá lâu, người thư ký nói, Tuy hơi gắn ngượng một chút nhưng có thể làm được, mỗi năm phải chi trả khoảng 4 triệu đô. Mọi người cho rằng dự án tăng tiền lương đến đó là ổn, nhưng không ngờ Ford lại đưa ra đề nghị khác và viện ra nhiều lý do. Cuối cùng, nêu tiền lương nên tăng 2,5 đô, coi như đã tăng vọt gấp đôi. Các ủy viên đều lắc đầu thở dài. Ford cho rằng bỏ ra 10 triệu đô tiền lời của công ty để làm tiền thưởng cho công nhân là hợp lý nhất nâng cao đời sống công nhân, họ sẽ làm hết việc của trên 9 tiếng đồng hồ trong vòng 8 tiếng. Ford trịnh trọng nói, đồng thời công nhân sẽ được chia một phần lợi nhuận từ xe hơi do họ làm ra, phải nên như thế, thời đại đã khác rồi. Tổng giám đốc không dự buổi họp hội đồng quản trị này. Ngày hôm sau nghe Henry Ford tăng tiền lương tối thiểu lên đến 4,8 đô, ông giận tái mặt, chạy đến phòng làm việc của Ford chất vấn. Ông chủ tịch, ông làm cái gì vậy? Làm như vậy sao không nâng tiền lương tối thiểu lên 5 đô cho rồi, để cho công ty này bị sụp đổ sớm." Phòng nghe bèn đập bàn nói, "Được, vậy sẽ tăng lương ngày tối thiểu lên 5 đô." Henry Ford ra tuyên bố 5 đô trong sự quyết tâm và kiên định như vậy đó. Ngày 6 tháng 1, thành phố Detroit chìm trong băng tuyết, giữa trời giá lạnh ấy, hàng ngàn người tụ tập trước cổng hãng xe hơi Ford. Họ đập phá cổng lớn đã khóa chặt, tràn vào như nước vỡ bờ. Họ làm gì vậy? Bái công ư? Hãng xe chưa từng xảy ra việc tranh chấp giữa chủ và thợ. Bảo loạn ư? Đám người xông vào rất hung dữ, nhưng không ai cầm theo vũ khí. Đó là kết quả của việc tuyên bố gây chấn động của Henry Ford trước đây hai ngày. Tiền lương ngày thấp nhất 5 đô, chia lợi nhuận 10 triệu đô, ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, năm đô một ngày công là tiền lương gấp đôi so với các nơi khác người quét dọn nhà máy cũng lãnh được mức lương đó tuyên bố năm đô của henry ford là đầu đề tin trên các báo khắp nước mỹ chính quyền thành phố detroit khỏi phải nói công nhân các nơi gần đó bỏ công việc kéo đến hãng xe hơi henry ford thấy cảnh chen chúc đông đảo bảo tổng giám đốc ra nói với họ rằng ở đây không cần thêm công nhân nữa tổng giám đốc mở cửa sổ phòng làm việc nói thật to nhưng vẫn không làm im được làn sóng người vì thế công ty phải gọi điện thoại báo cục cảnh sát nhờ cảnh sát đến giữ trật tự cảnh sát sắp đến rồi không dù có cảnh sát đến đám người ấy vẫn không chịu đi hay lấy vòi nước chữa cháy phun nước vào để họ giải tán ford nói người trong nhà máy đem vòi nước lớn phun mạnh vào đám đông người ở trước cổng nhà máy Mấy phút sau đám người ấy ướt như chuột lột thất thểu ra về. Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa, mỗi lần xe lửa đến, số người đến xin việc cứ tăng lên. Henry Ford buộc phải tuyên bố bằng văn bản rằng dù có bao nhiêu người đến Detroit xin việc, công ty này sẽ không mướn thêm một người nào nữa trước khi làn sóng này chưa được lắng xuống. Nhưng như thế vẫn không có kết quả. Đến ngày 12 là ngày bắt đầu thi hành chế độ tiền lương mới, 12.000 công nhân kéo đến, xung đột với cảnh sát như sắp xảy ra một cuộc bạo loạn. Báo chí khắp nước Mỹ đều đăng tin về Ford và hãng xe Ford. Báo diễn đàn tiên phong New York viết, một người hùng mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử doanh nghiệp thế giới. Báo Ford cũng viết, Ford là một triệu phú được Thượng Đế tin cậy sai xuống các nhà tư bản thấy tình hình này lấy làm lo sợ nhất là các đồng nghiệp cho rằng đây là một quả bom rơi vào mình nếu làm bừa như thế sau này làm sao thuê được người làm công nhân giỏi bị for giật mất hết rồi có người thang như vậy <laughs> anh ta chỉ xuất thân từ một người thợ máy bây giờ có một chút tiếng tâm tỏ ra thế anh ta là một thằng điên anh em làm như vậy không đến một năm công ty anh ta sẽ bị phá sản cũng có người mỉa mai Henry Ford không để ý ông nói, việc này đáng phải làm, đúng ra nên làm sớm hơn, giúp những người làm việc ở công ty mình bảo đảm cuộc sống của họ là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Nếu nói chi tiền lương như hiện nay sẽ không bảo đảm được quỹ kinh doanh của công ty thì đó là khuyết điểm của bản thân việc kinh doanh. Không bảo đảm được đời sống của người làm công cho mình là không đủ tư cách kinh doanh. Những lời nói ấy làm sửng sốt những người trong cuộc. Với những gì đã làm, Henry Ford một bước trở thành nhân vật nổi tiếng khắp nước Mỹ. Mười năm trước, khi chiếc xe hơi hiệu 999 đoạt giải nhất trong cuộc đuôi xe hơi, tên tuổi Henry Ford đã lấy lừng trên các báo, nhưng sự kiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi rơi vào quên lãng. Còn bây giờ đã khác, Henry Ford sáng chói mãi mãi. Khi Ford vào phòng hớt tóc trong khách sạn ở New York, mọi người đang bàn luận về chuyện của ông. Này ông, tôi đọc báo biết Ford là con người tài giỏi. Những người trong phòng hớt tóc bắt đầu câu chuyện. Họ không biết người đàn ông đến hớt tóc là Ford. Ừ, Ford không bắt chuyện, chỉ nhìn vào gương mỉm cười. Nhưng nghe nói ông ấy trích ra 10 triệu đô làm tiền thưởng cho công nhân, tôi cho rằng chỉ là lừa gạt. Tôi chưa nghe có người nói triệu phú nào rộng rãi như thế bao giờ. Anh nói cũng đúng, nhưng tôi vừa từ Detroit đến, biết rõ ông Ford là người nói là làm. Có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ đến Detroit chuyển nghề làm công nhân cho hãng Ford, ông thở hớt tóc nói. Mỗi năm Ford bỏ ra một khoản tiền lớn là 10 triệu đô chia cho công nhân là có kèm theo điều kiện, làm việc cần cù và sống có nề nếp. Thằng cha Ford này khôn lắm, bề ngoài rút ngắn thời gian làm việc, tăng lương, nhưng thực ra ông ta bắt phải làm việc gấp đôi trong thời gian ngắn đó một số người nói những lời không xui tai ấy nói đúng ford lên tiếng tôi cho rằng những người không làm việc thì không được lãnh lương cũng không được ăn cố gắng làm việc là nghĩa vụ của con người những người làm hết nghĩa vụ của con người mới phải trả công xứng đáng cho họ nhờ vậy hãng xe ford đâu đấy rất nghiêm khắc từ lúc còn trẻ henry ford đã rất ghét rượu và thuốc lá trong nhà máy xe ford nghiêm cấm uống rượu ra thông báo những công nhân nào say rượu sẽ bị đuổi việc có một mùa đông ford và nhà phát minh thiên tài edison nghỉ đông ở bang florida edison đang làm thí nghiệm một loại chất độc của thuốc lá tôi chưa từng nghe chất này ford nói khi người ta hút thuốc lá chất độc ấy thấm qua giấy thuốc nó rất độc hại đến thần kinh của con người edison nói với ford như vậy hút thuốc lá có hại đúng vậy Muốn sống lâu thì không nên hút thuốc. Tôi không bao giờ mướn người làm nghiện thuốc lá. Lời nói của Edison là vàng ngọc đối với Henry Ford. Từ đó Ford nghiêm cấm công nhân hút thuốc trong nhà máy. Do nhà máy lắp chung quanh bằng kiến, nên ai làm gì cũng có thể nhìn thấy được. Muốn lấy hút thuốc trong nhà máy cũng không được. Này, hôm nay đùa ông chủ một chút chơi. Một nhân viên trẻ nghịch ngợm nói, hôm ấy có buổi liên hoan trong phòng ăn tự nấu, khi Phò đẩy cửa bước vào thì thấy một màn khói thuốc bay mịt mù khắp phòng ăn. Phò vốn tính ghét thuốc lá, cháu mày nhăn mặt giơ tay xua màn khói thuốc trước mặt. Nhưng khói thuốc vẫn ung ung bay ra, không thể nào xua tan được. Các nhân viên giả vờ không nhìn thấy Phò, như đã hẹn nhau trước, họ cố sức hút mạnh xì gà, vùng ra những vòng khói tròn bay lơ lửng. Nhưng Phò không nói gì được, bởi vì ông chủ chỉ cắm hút thuốc lá chứ đâu cắm hút xì ga hơn nữa đây không phải là nhà máy mà là phòng ăn. Lúc ấy Phò nói với một nhân viên, thu hết các điếu xì gà lại. Một lúc sau các hộp xì gà chất đầy trên bàn, Phò mở hộp ra, bốc một nắm xì gà, không nói tiếng nào nhắc hết vào túi áo nhân viên ngồi bên cạnh rồi đứng lên lấy tiếp bỏ vào túi áo từng người. Một hồi túi áo ai cũng đầy nhóc xì ga Phò trở về chỗ ngồi của mình. Các anh có quá nhiều thuốc rồi, tha hồ hút cho đã lúc này mong rằng sau này mọi người đừng hút thuốc nữa những nhân viên nghịch phá không còn dám quậy nữa đối xử bình đẳng với người tàn tật một hôm một người khách lạ có gương mặt hung dữ đến gặp ford có việc gì tôi muốn kiếm việc làm người khách nói thẳng trước đây anh lã làm gì lúc trước tôi làm nghề cướp cạn ngồi tù năm sáu lần tôi không muốn làm nghề đó nữa từ đây về sau tôi muốn làm nghề đàng hoàng xin cho tôi một việc làm ông cũng không ưa người có tiền án ư anh ta nói rất thô lỗ anh muốn làm việc thật sao phải chỉ cần có việc làm nhưng khi nhắc đến quá khứ của tôi người ta lại do dự vậy nếu tôi cũng từ chối anh thì sao nếu như vậy thì tôi cũng chịu thôi nói xong anh ta rút ngay con dao xếp giấu trong áo ra đùa cợt làm lại nghề cũ của tôi bằng cái thứ này không làm ăn lương thiện bằng con đường chính đáng được thì đi lại con đường tà đạo tôi cũng phải tìm cách nuôi gia đình chứ anh không nên nóng nảy như thế sáng sớm mai anh đến công ty sáng hôm sau tên cướp đến và được nhận vào làm việc ở nhà máy sau đó trở thành một công nhân có tay nghề giỏi đòi hỏi của ford là có ý muốn làm việc và cần cù chăm chỉ làm việc là đủ ông không so đo quá khứ của họ ông nói rất rộng lượng nếu để tôi làm, tôi sẽ thu nhận hết những người ở tù ra để họ làm việc và trở thành người có ích. Hãng xe còn mướn nhiều người tàn tật vào làm. Ford đòi hỏi mọi việc đều phải có khoa học. Ông kiểm tra rất kỹ các bộ phận trong nhà máy, phân loại và thống kê tổng cộng nhà máy cần 7.882 công việc khác nhau. Trong đó có 949 công việc đòi hỏi người có sức khỏe làm, 3.339 việc cho những người có sức khỏe bình thường làm và 3.595 việc còn lại cho phụ nữ và trẻ em làm. Trong đó có 670 việc cho người tàn phế hai chân có thể làm, 2.637 việc cho người tàn phế một chân làm, 715 việc cho người tàn phế một tay và hơn 10 việc người mù làm. Số người tàn tật làm trong nhà máy xe Ford năm 1923 là 9.563 người, trong đó có 123 người mất bàn tay hoặc cả cánh tay, có một người bị mất cả hai tay, 4 người mù cả hai mắt và 207 người mù một mắt, 37 người câm, 60 người bệnh hủy, 4 người mất hai chân, 234 người lưng gù. Những người tàn tật được kiểm tra kỹ về khả năng, sau đó được giao làm những việc thích hợp, ai nấy đều làm việc hết mình, lương ngày tối thiểu của họ cũng từ 5 đô trở lên như những công nhân bình thường khác. Có một công nhân mù hai mắt làm công việc đếm đinh ốc, năng suất công việc gấp đôi công nhân bình thường. Những công nhân mắt sáng làm công việc này thường qua loa không tập trung cẩn thận, họ cho đó là công việc của trẻ con. Bây giờ giao cho người mù làm, một ngày họ nhận được 6 đô, đối với công ty Ford họ là những công nhân rất cần thiết như những công nhân lành nghề khác ford hài lòng nói khi công nhân bệnh đều được đưa đến bệnh viện chữa trị trong thời gian chữa bệnh họ được trả một nửa tiền lương viện phí do công nhân tự trả nhưng có thể tạm ứng lương trước để công nhân khỏi lo lắng người bệnh đã đỡ có thể ngồi dậy làm việc thì họ có thể ngồi ngay trên giường trải vải nhựa đen bắt đầu làm việc Nhà máy Ford thường có 15 đến 20 công nhân mắc bệnh làm việc như vậy, năng suất làm việc của họ thường cao hơn công nhân bình thường hai lần trở lên. Một hôm, Bộ trưởng Xã hội Tiến sĩ Markin nhận được tờ trình của một phân xưởng công ty Ford, có một ông lão da đen trên 70 tuổi, tên là Jock, làm việc ở xưởng kiểm tra xe, mắc yếu dễ xảy ra tai nạn, có nên cấp tiền dưỡng lão và cho ông nghỉ hưu. Tiến sĩ Markin bảo một nhân viên dưới quyền anh chịu khó đi xem xem. Họ còn nghĩ đến tương lai sau này của ông lão da đen như lo cho người thân của mình. Đó là phương châm làm việc của công ty Ford. Kết quả khám bệnh cho thấy ông Short gần như bị mù. Hoàn cảnh của gia đình ông ấy thế nào? Vợ ông ấy còn sức làm việc. Bà ấy nói nếu có dịp thì rất muốn đi làm. Ngôi nhà họ ở còn có mấy phòng trống. Vợ ông ấy có dẫn đến một người con trai 25 tuổi làm việc cho một nhà máy khác, tiền lương mỗi tuần là 25 đô. Được, đã có cách giải quyết rồi. Và bảo người con trai của ông George đến hãng Ford làm việc, tiền công mỗi ngày là 6 đô, với điều kiện phải nuôi dưỡng mẹ. Những phòng còn trống thì cho thuê, vợ ông có thể làm công việc giặt giũ, thế là cả nhà đều có việc làm, thu nhập cũng tăng hơn gấp đôi, hạnh phúc đến với gia đình ông lão da đen thật như mơ. Dù ai, chỉ cần có ý muốn làm việc là có việc cho họ làm dù họ là bệnh nhân người tàn tật tù tội hay người già làm việc là nghĩa vụ của con người ai làm tròn nghĩa vụ của mình sẽ được đền đáp đó là cách nghĩ của ford thật như đang nằm mơ hồi chúng ta mới cưới em nói với mẹ em là henry đã đạt được thành tựu to lớn trên thế giới em không ngờ anh đã thực sự chế tạo một triệu chiếc xe hơi có mặt khắp nơi trên thế giới clara nói xong và nói tiếp em cũng có công rất lớn đối với xe ford khi chế tạo chiếc xe đầu tiên hai chúng ta cùng lắp ráp nó anh nói vậy chứ em có giúp gì đâu anh làm ra chiếc xe hơi tuyệt như thế còn em một cái nón cũng không làm được không chiếc nón em làm năm nào còn đẹp hơn cả chiếc nón thời thượng mới mua hai vợ chồng già vẫn yêu thương kính trọng nhau đừng nhắc những chuyện trước nữa hôm nay là sinh nhật của anh anh nên nói làm món gì để mừng sinh nhật anh Ừ, anh quên món đó tên gì rồi, đã là món nghề của em. Lại nhiều chất bổ, nên làm loại bánh bột, rất khoa học ấy. Có phải bánh tổ chim không? Đúng đúng rồi, bánh tổ chim đấy, phò nói và đứng lên đi đến nhà máy. Henry, Clara vội vàng kêu ông lại. Mọi việc ở hãng đã đâu vào đấy, con của mình cũng đang làm việc ở đó, em nghĩ chúng mình nên tạm xa nhà máy một thời gian được không? Ba năm trước... Excel tốt nghiệp trung học và vào làm việc luôn ở nhà máy. Anh là một thanh niên chăm chỉ thật thà, đối xử rất tốt với hội đồng quản trị, các bạn đồng nghiệp và công nhân. Mọi người đều cho rằng sau này anh sẽ là một chủ tịch hội đồng quản trị tài giỏi của công ty. Chúng ta đi du lịch đi. Ừ, đi đâu? Đã lâu chúng ta không về quê, em rất muốn về thăm quê, bạn bè và người thân, thay đổi không khí, cả nhà đoàn tụ vui vẻ. Clara rất nhớ những ngày tháng còn trẻ Vậy thì tốt quá Pho trả lời Công ty cũng ở gần trang trại của chúng ta Mua một ngàn mẫu đất sửa soạn xây nhà máy mới ở đó Anh muốn làm cho nhà máy bên bờ sông Ruki này trở thành nhà máy lớn nhất thế giới Nhân tiện đi xem nó Trời ạ à, Em muốn chúng ta đi nghỉ kia mà Nghỉ à? Sao em nghĩ như vậy? Đến bây giờ anh vẫn không quên việc chế tạo xe chạy bằng hơi nước dùng trong nông nghiệp khi còn trẻ. Lúc ấy chiếc xe chỉ chạy được 15 mét, cha thấy vậy cười ồ. Lần này anh muốn chế tạo ra chiếc máy kéo đi khắp thế giới, đặt tên cho nó là forsen. Sen. Tóm lại, không giây phút nào For quên công việc. Ngày hôm ấy, Henry và Clara về làng Bonn sống những ngày hết sức vui vẻ, đi thăm bạn bè và người thân hoặc cùng chơi với dân làng. Clara, anh nghĩ chúng ta xem một ngôi nhà lớn bằng đá kiểu dáng đồng quê bên bờ sông Ruki. For nói. Clara rất ưng ý. Bà nghĩ chồng mình đã làm việc quá bận rộn vất vả nên cần có một cuộc sống điền viên an nhàn để hài hòa lại. For mua một ngàn mẫu đất ở hai bên bờ sông Ruki. Lúc ấy nhà máy Holland Bed được coi là lớn nhất thế giới. Ford đang định xây nhà máy lớn hơn bên bờ sông Ruki, người hùng thế giới. Trong thời gian ở Dubon, Ford đã vạch xong kế hoạch về chiếc máy kéo dùng trong nông nghiệp. Và lúc ấy, cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ ở châu Âu. Mọi người phân vân không biết nước Đức thắng hay không, Đức có làm cho nước Anh bị chết đói hay không. Máy kéo bằng hơi nước của Anh chỉ lèo tèo vài chiếc, muốn sản xuất thêm, nhưng tất cả các nhà máy đều đang bận sản xuất đồ dùng chiến tranh, không thể sản xuất máy kéo được. Vì thế, nước Anh đã nhờ Ford giúp đỡ. Đúng lúc, Ford đã thiết kế xong chiếc máy kéo hiệu Ford Sen. Đem bản thiết kế này sang nước Anh, Ford bảo kỹ sư của công ty. Nước Anh xem bản thiết kế liền gửi đơn đặt hàng, ghi rõ mỗi chiếc 1.500 đô la, chưa định thời gian giao hàng được nhận làm cả thảy 5.000 chiếc máy kéo. Giá mỗi chiếc 700 đô, chưa đến nửa giá tiền khách hàng đưa ra, mọi điều kiện được thực hiện theo đúng hợp đồng. Nhờ sự trợ giúp của Ford mà nước Anh được cứu khỏi cửa đói kém. Con tàu hòa bình Mùa hè năm 1915, một hôm Harry Ford cùng đi với nhà báo quen thân Dirabee, và bàn luận về tình hình cuộc đại chiến thế giới. Năm ấy là năm thứ hai sau cuộc đại chiến thế giới nổ ra, lục địa châu Âu chìm trong khói lửa chiến tranh, hàng triệu thanh niên đổ máu và ngã xuống các chiến hào. Trên biển, tàu Rossinia bị chìm, trên bộ mặt bắt đầu dùng đến hơi độc. Thật là thảm khốc, xe hơi chạy trên đường đụng phải người còn bị rắc rối. Húng hồ trên chiến trường, đại bác và bom đạn đã giết chết biết bao nhiêu người mà loài người như không thấy gì. Tại sao vậy? Henry Ford thở dài và suy nghĩ mông lung, đời người thật vô nghĩa. Ford là người yêu chuộng hòa bình. Đại chiến nổ ra, rất nhiều nhà doanh nghiệp muốn chuyển sang sản xuất phương tiện chiến tranh để hút tiền. Nhưng Ford nghĩ khác với họ, ông nói. Tôi đã đem hết tinh thần và sức lực ra xây dựng nhà máy. Nếu dùng nó sản xuất súng đạn thì tha tháo gỡ từng miếng ngói, từng viên gạch của nhà máy ra còn hay hơn. Nếu có cách chấm dứt cuộc chiến, thì dù bỏ ra hết tài sản của mình, không kể cả mạng sống của tôi nữa, tôi cũng không tiếc. Ông pho ký giả thốt lên, những gì ông nói có thể đăng trên báo không? Được được, anh hiểu rõ ý của tôi chứ. Mong anh dùng ngòi bút sắc bén của mình viết ra ý nghĩ của tôi, pho nói. Ngày 22 tháng 8 năm 1915, đầu đề bài báo viết, Henry Ford đang vận động phong trào hòa bình thế giới, ông không tiếc hy sinh tính mạng và tài sản của mình, quyết quần với bọn quân phiệt đến cùng. Bài báo đã chiếm hơn một cột báo. Mấy ngày sau chuông điện thoại của phòng biên tập tòa soạn vang lên liên tục. Alo, anh là Diraby phải không? Tôi là Henry Ford đây, xin anh đến ngay chỗ tôi được không? Diraby vội vàng đến gặp Ford, Ford đang ngồi với sắc mặt không bình thường. Anh xem anh hại tôi thật rồi. Ford chỉ vào trong nhà. Anh về xin nghỉ việc ngay đi, đến đây giải quyết việc này. Ford chỉ vào các thư từ khắp nơi, gửi về, đang chất thành đống. Đó là những tiếng kêu đòi hòa bình cổ vũ chúng ta, cố gắng phấn đấu vì hòa bình. John Adams và tiến sĩ Jordan, hiệu trưởng trường đại học Stanford, là người yêu chuộng hòa bình nổi tiếng của Mỹ, đã gửi kiến nghị lên Tổng thống Mỹ đòi điều đình cuộc chiến ở châu Âu và chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Wilson không chấp nhận kiến nghị ấy. Vào lúc ấy, có lời kêu gọi hòa bình của Henry Ford tốt lắm ford đã có chủ trương như thế thì chắc chắn sẽ có kết quả những người mỹ yêu chuộng hòa bình đều gửi gắm niềm mong muốn của mình vào ford và ford đã dũng cảm đứng ra nhận lấy trọng trách mùa thu năm ấy lần đầu tiên ford đến washington gặp tổng thống tôi không tiếc mọi hy vọng để phấn đấu cho hòa bình nhân dân châu âu đã nếm đủ tai họa của chiến tranh mưu cầu hòa bình là bản tính của con người chỉ cần thuyết phục dần đối phương thì tin rằng có thể lặp lại hòa bình từng lời từng chữ của ford tỏ ra rất mạnh mẽ cứng rắn nhưng tổng thống wilson vẫn không chấp nhận ý tưởng của henry ford kế hoạch này quả là tốt nhưng tôi nghĩ có lẽ ngày mai sẽ có cách hay hơn mong rằng để chính phủ ra tay làm wilson từ chối khéo kiến nghị của ford nhưng ford không nản chí ông càng quyết liệt hơn được chính phủ đã như thế thì tôi đứng giữa điều đình. For liền gọi điện thoại đường dài từ Washington về. Clara, chúng ta sẽ đến châu Âu. Clara nói trong điện thoại, chúng ta ư? Ừ, nhưng em không thể đi được. Em ngoài bổn phận làm vợ ra còn có phần sự làm mẹ nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì con trai của chúng ta sẽ trở thành mồ côi. Clara không muốn đi châu Âu, nhưng tính của For đã định làm việc gì thì không bao giờ thay đổi. Sau đó For đến New York, bàn chuyện với người bạn Rosina nếu anh quyết như thế thì nên mướn một chiếc tàu dẫn một nhóm người theo chủ trương hòa bình cùng đi, Rosina nói. Đúng vậy, sẽ làm như thế, Phò vỗ mạnh xuống bàn nói, gọi ngay điện thoại cho công ty tàu. Tiếp đó Phò tiếp các phóng viên ra tuyên bố, tôi sẽ đi trên con tàu hòa bình để đập tan chiến tranh của bọn quân Việt. Bảo đảm trước lễ Giáng sinh năm nay các thanh niên sẽ rời khỏi chiến hào những người trong hãng xe nghe tin ấy đều rất ngạc nhiên ông chủ tịch hội đồng quản trị sao làm chuyện này họ đến gặp clara bảo bà nên đi khuyên chồng mình clara lắc đầu nói vô ích thôi tôi hiểu rõ tính của henry ông ấy định làm việc gì tôi khuyên cách nào cũng không được henry ford cùng nhóm người theo xu hướng hòa bình đi tàu đến châu âu làm nhiệm vụ sứ giả nhân dân ford làm việc tận tụy chu đáo đợi mọi việc sửa soạn xong xuôi liền gửi thư mời những người chủ trương hòa bình cả nước tham dự chuyến đi sau ngày 10. Khách mời lần lượt đến bến tàu New York, báo chí viết, ông vui xe hơi dẫn đoàn quân hòa bình đến châu Âu, một người kỳ lạ. Người ta nhìn ông bàn tán với cặp mắt lạnh nhạt. Ông ta là người không tưởng quốc tế, không ít người cười mỉa mai pho như thế, nhưng pho là người có ý chí cứng rắn, không hề dao động. Buổi tối đầu tiên ra đi, pho chỉ mặc chiếc áo lót và ngồi trên giường bỗng có hai thân sĩ đến gặp ông. Một người là chủ nhà băng Detroit, người kia là mục sư của nhà thờ họ Thánh. Hai người này được các bạn cử đến khuyên Ford thay đổi ý kiến. Nhưng, các ông nghĩ xem, không nên đánh nhau có gì sai đâu. và không nghe theo lời khuyên của họ. Không phải các ông đã nói, việc làm đúng đắn chắc chắn sẽ thành công sao? Nghe Ford nói, hai người ấy không biết phải làm sao, họ chỉ cố sức tìm cách khuyên Ford từ bỏ kế hoạch không thể đạt được ấy vâng có lẽ tôi đang làm một việc không thể làm được nhưng chỉ cần có một phần ngàn cơ hội giúp cho hàng chục triệu thanh niên ngoài mặt trận trở về trong vòng tay của người mẹ đang trông chờ thì tôi cảm thấy toại nguyện rồi cuối cùng ford đã từ chối lời đề nghị của họ một cách dứt khoát khi chuyến tàu hòa bình sắp ra khơi một nhà báo hỏi ford nếu chuyến đi không thành thì tính sao ford đáp nếu thất bại thì làm lại từ đầu Ngày 4 tháng 12, Harry Ford dẫn đầu đoàn tàu đại biểu hòa bình, gồm 165 người đi trên con tàu Hòa bình vượt đại Tây Dương đầy sóng gió. Con tàu Hòa bình không đem lại hòa bình, cuộc hòa bình không được nửa đường, một người có lòng tin vững chắc như Ford cũng cho rằng chuyến đi này tốn công vô ích. Anh, Pháp và Đức không có ý giảng hòa, Ford tính sai thời cơ. Ngày 3 tháng 1 năm sau, Ford chia tay các đại biểu một mình quay về New York. Khi ra đi, tinh thần phấn chấn hồ hởi. Khi trở về, ông như người khác, tóc bạc nhiều hơn, ít tươi cười hơn, vẻ ngoài như già trước tuổi. Tuy Ford rời tàu hòa bình về nhà, nhưng ông không rời bỏ ước nguyện hòa bình. Ông về đến Mỹ, liền phát biểu quan điểm của mình về hòa bình trên hầu hết các trang của 250 tờ báo khắp nước. Ông phản đối mạnh mẽ chiến tranh và vũ trang quân sự bất cứ lúc nào henry ford vẫn luôn luôn là con người chiến đấu không mệt mỏi